Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị một trận cờ hay vừa diễn ra tối qua. Tú lệ Việt Nam cầm đỏ đi tiên, đại sư Triệu Hâm Hâm cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.
君。将军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 。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。 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 将军。
将军。 将军。 将军。 将军。 将军。 将军。 将军。 将军。 将军。 将军。
将军. Chơi đến đây sát cục, Triệu Hâm Hâm buông cờ nhận thua. Video của em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.